Mà lần này tôi nhấn mạnh cái là không phải chỉ đấu tranh phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế đâu nhé. Trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là quan điểm tư tưởng chính trị. Cái điều quan trọng nhất là tư cách của người cách mạng. Còn cái tham nhũng có khi chỉ là tiền nong các thứ thôi. Tham nhũng về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Thì bốn chính phủ, bốn nhà nước, bốn quốc gia mà là nhà nước, mà cần gì đảng ta phải ra văn bản thừa nhận Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia, thì đảng lãnh đạo đồng ý là thừa nhận một quốc gia rồi mới cho ghi chứ. Còn hải chiến Hoàng Sa thì cái đó nói lâu rồi có lợi rồi, như trước đây ở nhà mình đã nói rồi. Tướng tá của lực lượng đảng viên cộng sản nói mà coi như cũng không nghe, đặt thông tin bằng cái không nghe bằng cái lời nói của Hoàng Duy Hưng đâu.